recording. Talking to Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa, ngày 30 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Hiến pháp mới của Việt Nam gây thất vọng cho các tổ chức doanh nghiệp và thành phần ủng hộ cải cách. Giáo sư Thayer nói khu phòng không của Trung Quốc trên quần đảo Senkaku sẽ có hệ quả đối với tranh chấp Biển Đông. Người biểu tình Thái Lan xông vào trụ sở quân đội. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Hiến pháp năm 2013 do Quốc hội Việt Nam thông qua với đa số phiếu áp đảo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014, thay thế cho Hiến pháp 1992. Thế nhưng trên thực chất, không có sửa đổi nào đáng kể trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Hiến pháp mới vẫn duy trì quyền độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò chủ đạo của các công ty quốc doanh đã gây thất vọng cho các tổ chức doanh nghiệp và thành phần ủng hộ cải cách. Trước đó đã hy vọng rằng giới lãnh đạo Việt Nam sẽ tạo ra một sân chơi công bằng hơn để tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Đó là nhận định được đưa trên báo The Wall Street Journal số ra ngày 29 tháng 11. Tờ báo tường thuật về phản ứng của Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Việt Nam, AmCham, nói rằng thật là đáng tiếc, hiến pháp mới tái khẳng định vai trò chủ đạo của nhà nước trong nền kinh tế. AmCham trước đó đã hy vọng rằng hiến pháp được sửa đổi sẽ tạo ra một sân chơi công bằng hơn cho doanh nghiệp tư nhân. Như thế, không những sẽ kích thích lĩnh vực tư, mà còn có khả năng cải thiện việc quản lý các công ty quốc doanh qua cạnh tranh. Tờ báo cũng trích lời luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, nói rằng thật là đáng thất vọng là giới lãnh đạo Việt Nam đã loại trừ bất cứ cơ chế nào cho một sự chuyển đổi sang một chế độ đa đảng. Như nhiều người chỉ trích, luật sư Nguyễn Văn Đài nói, văn kiện này không có thay đổi gì đáng nói so với hiến pháp cũ, bởi vì đa số các thành viên trong Ủy ban dự thảo hiến pháp đều là đảng viên của Đảng Cộng sản và theo ông không thực sự đại diện cho quần chúng. Tin của Reuters hôm nay nhắc đến ông Lê Hữu Đằng, một cựu cán bộ kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nay đã trở thành một trong những người chỉ trích đường lối của Đảng, cực lực phản đối lần sửa đổi hiến pháp kỳ này. Ông Đằng nói, ông đã chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn, một cuộc sống công bằng hơn cho người dân, nhưng nay người lao động vẫn nghèo, nông dân thì mất đất. Và ông cho rằng sự thế này là không thể chấp nhận được. Theo ông thì Việt Nam đang nằm dưới quyền độc tôn chính trị của một chế độ độc tài. Một trong những động cơ chủ yếu của việc sửa đổi hiến pháp lần này là Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tạo tính chính danh và được quần chúng ủng hộ trong vai trò độc quyền cai trị đất nước. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng một mục tiêu khác là tạo sự ổn định trong quyền lực cai trị trong nội bộ Đảng trong bối cảnh có nhiều thay đổi hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân, nói ông không chờ đợi gì nhiều về việc sửa đổi hiến pháp lần này, bởi vì, theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương không chấp nhận bất cứ sự đối lập nào. Ông nhận định về một số sửa đổi trong hiến pháp mới như sau. Họ lại duy trì cái sự lực độc tôn và họ chối từ tất cả những cái khát vọng, những cái đòi hỏi vấn đề dân chủ, tự do của người dân, thì rõ ràng cái sự chứng nhận này nó không có. Tuy nhiên thưa chị, trong cái hiến pháp kỳ này thì họ bị những cái áp lực của cái xu thế chung, họ có một số thay đổi. Điều đầu tiên tức là họ đưa hẳn một cái chương liên quan về quyền con người, thì rõ ràng trong cái xu hướng dân chủ hóa, cái áp lực về nhân quyền. Và cái điều thứ hai là cái vị trí của đảng càng ngày càng bị suy yếu trong cái sự vận hành của nhà nước, cho nên họ đã phải tăng cường cái vị trí chủ tịch nước để làm sao có những cân bằng cái vị trí của thủ tướng để mà tránh đi cái sự lộng quyền của thủ tướng trong suốt thời gian vừa qua. Như chúng ta nhìn thấy về cái vai trò của Nguyễn Tấn Dũng, và chính cái điều đó tôi nghĩ rằng là cái hiến pháp kỳ này là mục tiêu của họ, nó không phải để thay đổi kinh tế hay là tạo sự chiến tranh, mà mục tiêu của họ là làm sao để sắp xếp tạo được cái sự ổn định trong vấn đề quyền lực cai trị của đảng trong cái bối cảnh thay đổi. Về khía cạnh kinh tế, ông Lê Thái Hùng nói trong thời buổi kinh tế thị trường mà Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì vai trò chủ đạo của nhà nước là đi ngược lại xu hướng chung của những cải đổi kinh tế mà người dân mong muốn. Ông cho rằng những bức xúc do việc thông qua hiến pháp lần này có thể đưa đến nhiều đối kháng hơn trong những ngày sắp tới. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp năm 1992 nó không có cái gì thay đổi, là bởi vì cái chủ yếu của Cộng sản Việt Nam là vẫn muốn duy trì cái sự quyền lực độc tôn của đảng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong lần thay đổi này,
họ đã tạo ra một chấn thương rất lớn trong nội bộ đảng khi mà có một số những chí thức của cán bộ sẵn sàng bỏ đảng bởi vì mong muốn có sự thay đổi, nhưng cuối cùng đảng đã đi ngược lại cái điều mong chờ và đã tạo ra sự phản ứng. Và chính sự phản ứng đó có thể nó sẽ có những cái mục đối kháng mạnh mẽ hơn trong thời gian trước mắt. Ông Lý Thái Hùng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Việt Tân từ năm 2001. Đảng Việt Tân là một đảng đấu tranh để dân chủ hóa Việt Nam một cách bất bạo động, bị cấm hoạt động ở Việt Nam và bị chính quyền tại Hà Nội coi như một tổ chức khủng bố, mặc dù chính phủ Mỹ đã nhiều lần nói rằng không có chứng cứ gì để nói Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay lần đầu tiên đã cập vật cảng Tam Á, một quân cảng ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Tân Hoa Xã tường thuật rằng tàu sân bay Liêu Ninh sẽ thực hiện các cuộc diễn tập và một số cuộc nghiên cứu. Báo chí Việt Nam cũng trích dẫn nguồn tin này cho biết là tháp tùng tàu Liêu Ninh là hai tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương và Thạch Gia Trang và hai hộ tống hạm mang tên lửa là Yên Đài và Duy Phường. Theo nguồn tin này, thì trước đó Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc tàu Liêu Ninh đi ngang qua Biển Đông mới đây, nói rằng việc Bắc Kinh phái tàu Liêu Ninh xuống Biển Đông là một diễn biến đáng lo ngại, đi ngược với những thỏa thuận mà Trung Quốc đã cam kết trong việc giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông. Trung Quốc thì nói rằng chuyến đi của tàu Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, không nhằm mục đích chống lại các nước khác. Mới đây, căng thẳng đã gia tăng sau khi Bắc Kinh tuyên bố nhận dạng khu vực phòng không trên biển Hoa Đông, gây phản ứng mạnh mẽ từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước khác. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ của đài VOA, giáo sư Thayer, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam và an ninh biển, nói Trung Quốc đang chơi trò mèo vờn chuột với Nhật Bản. Nhưng ông khuyến cáo rằng Bắc Kinh chớ nên coi thường khả năng phòng vệ của Nhật Bản. Giáo sư Thayer. Mặc dù Nhật Bản chỉ có một lực lượng tự vệ, nước này vẫn là một trong những nước có tiềm năng quân sự hàng đầu ở Đông Bắc Á Châu. Đúng là họ có gặp những khó khăn, nhưng nền kinh tế của Nhật đang hồi phục. Đúng là họ bị một đòn mạnh sau trận động đất và sóng thần, nhưng điều đó đã không ngăn cản Nhật Bản huy động lực lượng tuần duyên của mình tới bảo vệ quần đảo Senkaku. Nếu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này, hay phái các chiến đấu cơ tiên tiến nhất để chống cự nếu Trung Quốc xâm nhập vùng không phận này. Về khả năng quân sự mà Trung Quốc có thể dùng để tăng sức ép đối với các nước tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Bắc Kinh ở Biển Đông, giáo sư Thayer nhận định. Hiện Trung Quốc chưa có đủ máy bay tại Tam Á để thực sự điều hành một lực lượng phòng không hữu hiệu để kiểm soát vùng không phận trên toàn thể biển Nam Trung Hoa. Nhưng nếu Bắc Kinh có thể điều máy bay tới khu vực này, họ có thể thay đổi cán cân lực lượng tại châu Á. Giáo sư Thayer cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố vùng phòng không đã làm căng thẳng leo thang. Ông nói rằng đây là một hành động không cần thiết, đã khiến Nhật Bản, Đài Loan và Nam Triều Tiên lên tiếng phản đối, và cả Australia cũng khiếu nại. Hoa Kỳ phái hai oanh tạc cơ B-52 bay ngang qua vùng không phận đó và tuyên bố không chấp nhận đòi hỏi của Bắc Kinh muốn kiểm soát vùng này. Giáo sư Thayer nói, bây giờ vùng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố kế tiếp có phần chắc là biển Nam Trung Hoa. Ông nói hiện chưa biết liệu Trung Quốc có sẽ tuyên bố kiểm soát không phận trên vùng biển nằm trong phạm vi đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, hay chỉ vùng không phận chung quanh đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc có một căn cứ hải quân quan trọng. Giáo sư Thayer nói tiếp. So sánh với biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc chỉ đối đầu với Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhưng nếu họ thiết lập vùng phòng không ở ngoài khơi đảo Hải Nam, vùng này sẽ gần với Việt Nam, Philippines, và dĩ nhiên là sẽ chạm tới Hoa Kỳ. Và nếu vùng phòng không kéo dài xa hơn xuống miền Nam, thì sẽ đụng chạm các nước khác nữa như Malaysia, Singapore và có thể cả Indonesia. Nếu vậy thì Trung Quốc sẽ có thêm nhiều nước thù nghịch, trong khi một số nước như Malaysia và Indonesia cho tới nay chỉ muốn làm kẻ bàng quang. Giáo sư Thayer cho rằng cuộc tranh chấp ở Biển Đông có phần chắc sẽ kéo dài vô hạn định và có lẽ sẽ không tìm được một giải pháp để giải quyết dứt điểm cuộc tranh chấp này trong thế hệ của ông. Tại Thái Lan, hơn 1.000 người biểu tình thuộc phe đối lập đã xâm nhập trụ sở quân đội ở thủ đô Bangkok. Đây là vụ leo thang mới nhất trong những cuộc biểu tình tìm cách lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Giới chức quân sự nói những người biểu tình đã xông vào cơ sở của quân đội hôm thứ Sáu và đòi quân đội cùng họ tham gia lật đổ chính phủ. Trong khi đó, những người biểu tình thuộc phe đối lập của Đảng Dân Chủ đang tham gia lực lượng với những người biểu tình và kêu gọi chấm dứt quyền lãnh đạo của Thủ tướng Yingluck. Một người biểu tình cho biết mục tiêu chính là để người dân thể hiện quyền lực
rằng họ sẽ không tuân lệnh chính phủ và không tôn trọng luật pháp. Thủ tướng Thái Lan hôm thứ Năm đã thoát được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, nơi đảng của bà chiếm đa số ghế. Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền vào năm 2011. Một trận động đất đo được 5,6 trên địa chấn Kế đã xảy ra tại miền nam Iran, làm 7 người thiệt mạng, nhưng không gây tàn phá nào tại nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói, trận động đất tối thứ Năm xảy ra cách thành phố Bushehr 60 km về phía đông bắc trên bờ biển vùng vịnh. Cơ quan thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng ít nhất có 59 người bị thương, 12 trong số này trong tình trạng nguy kịch. Iran nằm trên đường phay địa chất và tại nước này đã xảy ra nhiều trận động đất lớn trong những năm gần đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. 150 năm trước, Tổng thống Abraham Lincoln đọc một bài diễn văn ngắn tôn vinh những người lính đã ngã xuống trong trận chiến Gettysburg. Ngày nay, những lời ông nói được coi là một trong những diễn đạt hùng hồn nhất về những nguyên tắc mà nước Mỹ đại diện. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, bài diễn văn này lại được đọc một lần nữa tại lễ tưởng niệm ở nghĩa trang nội chiến Gettysburg. Mời bạn theo dõi tường trình sau đây. 47 years ago, một diễn viên ăn mặc như Tổng thống Abraham Lincoln đọc những lời mà ông nói vào ngày 19 tháng 11 năm 1863. Đây là một phần trong buổi lễ được tổ chức tại Nghĩa trang Quân đội Quốc gia, nơi chôn cất những người lính liên bang ngã xuống trong trận Gettysburg. Tổng thống Lincoln đã đến đây khoảng 5 tháng sau sự kiện cánh đồng chết, là cái tên đặt cho bức hình này. Tổng thống Lincoln đã lên tiếng trước nỗi bàng hoàng của cả nước về số thương vong khổng lồ, tổng cộng gần 50.000 người. Đó là trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến Mỹ. Diễn văn của ông kéo dài chưa đầy 2 phút, và Tổng thống thứ 16 của Mỹ tiên đoán rằng thế giới sẽ chẳng mấy lưu tâm điều ta nói ở đây. Ông đã lầm. Sử gia James McPherson thuộc Đại học Princeton nói, di sản của Lincoln gắn liền với những nguyên tắc sáng lập nền Cộng hòa. Tại đây, ở Gettysburg, Tổng thống Lincoln đã thể hiện những tư tưởng này một cách hùng hồn và hiệu quả nhất. Ông Michael Crutcher là cựu chiến binh lục quân Mỹ, đóng vai Frederick Douglass, lãnh đạo phong trào bãi bỏ chế độ nô lệ. Những lời nói đó gần như huyền bí và mê hoặc. Hiệu trưởng Đại học Harvard Drew Gilpin Faust, một nhà sử học, nói Tổng thống Lincoln xúc động bởi những gì đã xảy ra ở đây. Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy mình nhỏ bé trước những gì mà rất nhiều người ở đây đã hy sinh. Ông ấy cảm thấy khiêm nhường và cảm phục sự can trường và hy sinh của nhiều người trên cánh đồng này. Học sinh Mỹ từng phải thuộc lòng bài diễn văn Gettysburg, một dự án trực tuyến với sự trợ giúp của những tổng thống Mỹ còn sống, kêu gọi người dân Mỹ ghi nhớ bài diễn văn 150 năm sau. Đất nước này dưới Chúa Trời sẽ khai sinh nền tự do mới, và rằng chính phủ của dân, do dân và vì dân, sẽ không lụi tàn khỏi quả đất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi truyền hình vệ tinh VOA trên IOR Asia Satellite, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, chiếu lại vào lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Các chương trình radio và video của VOA trên voa.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.